Chào toàn thể các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái cách chúng ta dâm cành hoa hồng cực kỳ đơn giản và cũng rất chi là dễ thành công. Tỷ lệ thành công của nó cũng đạt tương đối cao. Thì bây giờ mời các bạn tiến lại gần hơn, tôi sẽ chia sẻ cho các bạn xem. Đây ạ. Như các bạn có thể nhìn thấy, đây là một cái cây hồng neo của tôi. Cái tên của nó thì tôi không biết đâu, cái tên tiếng Anh ở chậu kìa. Đấy, thì đây là những cái cành mà tôi vừa cắt nó đi. Cắt nó đi trên cái cành chiết, bởi vì là kia đây tôi có mấy cái cành chiết tôi cắt đi này các bạn này. Đấy, thì đầu cành chiết tôi cắt đi thì tôi có thừa mấy cái cành như này. Thì bây giờ tôi sẽ tiến hành dâm nó vào. Và cái phương thức dâm của tôi thì rất đơn giản đấy các bạn nhé. Tôi sẽ dâm trực tiếp ở trên cái đất của mẹ nó luôn. Đó, đó là một cách dâm rất là đơn giản và tỷ lệ thành công cũng rất là cao. Hôm nay tôi sẽ làm để cho các bạn xem. Thì tôi cắt từ cái đoạn dưới trở lên thì có cả cành non và cành già. Thì để xem cái tỷ lệ thành công của cành non và cành già nó như nào các bạn nhé. Đây, tôi cắt đây. Đây đi. Đấy, bây giờ là tôi có một cành này. Cành này non quá thì tôi bỏ đi. Một cành, hai cành, ba cành, bốn cành. Bây giờ tôi sẽ tiến hành cấm vào nhé. Cái việc mà dâm cành của tôi thì tôi vẫn từng chia sẻ rất nhiều trong các cái video rồi. Thì các bạn hãy cắt vát cho tôi một đường như này này. Đây, các bạn nhìn thấy chưa? Cắt vát một đường như này để cho nó có cái tiết diện xuống đất nhiều hơn đấy. Thì bây giờ cái công việc của chúng ta là cứ cấm xuống đất thôi. Cấm ngay gốc mẹ nó này. Đấy. Cái cách ươm đơn giản nhất là không cần phải tìm đâu xa xôi cả. Chính cái đất của gốc mẹ nó mà chúng ta ươm. Tỷ lệ thành công của nó rất chi là cao. Đó, chúng ta cắt vát nó đi. Chúng ta nhớ phải cắt vát đi nhá. Cắt vát đi nó nhanh ra dễ hơn và thành công của nó sẽ cao hơn. Là chúng ta cấm cả cành vuông xuống. Hai. Đây, đây một cái cành mà tôi cấm này. Cái cành này nó quá non. Tôi cắt từ cái chỗ nào nhỉ? Tôi không nhớ nữa. Cắt từ cái đoạn này hay sao ấy? Từ cái đoạn trên này này các bạn này. Đấy. Thì tôi tiếc quá tôi cấm ở đây nó lên mầm này. Còn không biết là nó ra dễ chưa. Thì hôm nào cái cành này tôi kiểm tra thì tôi kiểm tra luôn cái cành này cho các bạn xem. Đây. Đây là được 3 rồi. Đó. Còn một cành nữa các bạn nhé. Một cành nữa này. Cành cuối cùng. Là chính là cành thứ 4. Và tôi cũng cắt vát nó đi. Đó, và tôi cấm nó xuống. Thì mời toàn thể bà con và các bạn cùng theo dõi kết quả sau một thời gian nhé. Rồi ạ. Dạ đây, thưa với lại toàn thể các bạn nha. Hôm nay chúng ta cùng kiểm chứng xem là cái việc mà chúng ta ươm cành hồng ở trên gốc mẹ nó sẽ có tỷ lệ sống và thành công là bao nhiêu nha các bạn nha. Đấy, hôm nay là một ngày rất chi là đẹp trời. Nó... hơi lắng một tí. Đúng là nếu mà để mà trồng cây này thì nếu mà đẹp trời thì nó chỉ có dâm mát và trời mưa thì đẹp thôi. Nhưng mà cuộc sống bình thường thì cứ trời dâm mát là đẹp. Cứ trời khô ráo lắng lôi thì là đẹp. Đây các bạn ơi, nhìn qua trên cái khung hình của chúng ta thì tôi đã thấy một cành nó bị chết rồi mọi người này. Cành này bị chết rồi này. Đấy. 4 cành, 5 cành thì một cành chết rồi. Cành này không thấy lên mầm thì chắc là cũng chết nốt. Đây mọi người này. Đấy, cái việc chết này cũng không thể tránh khỏi nhé, bởi vì là nó còn phụ thuộc vào cái cành to, cành nhỏ và cái cành non, cành già. Rồi, thì bây giờ một cái cành ở bên này nó đang lên mầm, cành to hơn. Và hai cành bên này nó cũng to hơn và nó cũng đang lên mầm. Thì bây giờ để tôi nhấc nó lên cho các bạn xem là cái tỷ lệ ra rễ nó như thế nào nhé các bạn nhé. Đấy. Chúng ta phải hết sức nhẹ nhàng. Thứ nhất là vừa tránh đứt cái bộ rễ của cái cây mẹ. Và thứ hai nữa là không muốn đứt cái bộ rễ của cái cây dâm. Nhiều khi dâm sống khỏe mạnh này, nếu như mà tôi làm video cho các bạn xem thì nhiều khi tôi có thể bỏ đi. Thế nhưng mà nếu mà tôi nhấc lên mà nó khỏe mạnh được thì tôi lại trồng mà. Đấy. Cái rễ cây mẹ nhiều lắm. Đánh lên nó kêu tậm tạch cả. Đây các bạn nhìn này. Đấy. Ây da. Một lấm rễ của cây mẹ mọi người. Rất chi là hồi hộp để xem cái cây con này rễ nó như nào nhé. Thôi không sao đi, cây mẹ cho nó đứt một vài rễ đi. Hy sinh đời mẹ. Hy sinh đời mẹ. Chắc chắn là có rễ thì nó mới dính như này. Đây mọi người ơi. Đây mọi người có thể nhìn thấy rễ không ạ? Đấy, mọi người nhìn thấy rễ chưa? Rễ đấy. Đấy ạ. Tôi hôm nay là tôi nhấc lên hơi sớm, đâm ra là nó đây những cái sùi này là nó sau nó ra rễ mà mọi người này. Chính những cái sùi rễ, còn đây những cái rễ mà bị tôi rút lên nó bị tụt đấy. Đấy, mọi người nhìn thấy chưa? Thế này cũng gọi là thành công rồi nhé. Rồi tiếp đến là chúng ta lại nhấc thêm một cái cây khác.
bên cạnh nó. Có khả năng là tôi nhấc lên hơi sớm, nên ra là nếu mà để khoảng độ chục hôm nữa thì là đẹp hơn đấy. Chục hôm nữa thì rễ nó nhiều hơn. À đây này, các bạn này. Ơ đứt mất một cái rồi, đứt mất mấy cái. Đây mọi người nhìn này, mọi người nhìn thấy chưa? Đây cái chỗ trắng trắng này là bị đứt này. Đây cái chỗ trắng trắng bị đứt này. Đây mấy cái rễ này cũng đứt này. Có rễ rồi này. Có rễ mà, nên mà. Đẹp nhỉ. Đây để mình nhấc lốt cái cành to này nhá mọi người nhá. Cái cành to này thì mình dâm trước. Mình dâm trước cái cành con này. Cành to này mình dâm trước khoảng 1 tuần. Thì cành to này nó mới là hồi hộp này. Nhấc kiểu gì nó không bị đứt rễ nhỉ? Bởi vì là rễ cây mẹ nó còn mọc xiên chéo xiên ngang, nó còn ấy cơ. Giờ cầm nhấc tụt lên cái, nếu mà có rễ nó lại đứt mất phí. Ai à, sâu lắm mọi người ạ, sâu lắm. Ai à, ai à, sâu lắm mọi người ạ. Ai à, đây mọi người này, đứt rất nhiều rễ không này. Đứt đứt đứt. Đây những cái trắng trắng này là nó bị rễ nó bị rút tụt này. Đấy, cây này cũng thành công mọi người nhé. Đây mọi người có nhìn thấy rễ nó không ạ? Đây ạ, nó có thành công mọi người nhé. Đấy. Rồi, nhưng mà rễ nó không được đẹp bằng chúng ta dâm cát. Dâm cát thì rễ nó trắng mà nó mọc hơn, nhìn nó mập hơn, mọc hơn và nó ấy. Còn khi mà chúng ta dâm gốc mẹ này thì cái rễ nó không được trắng và nó không được mập cái rễ nhé mọi người nhé. Đấy. Thì là vậy là tôi dâm 5 cành thì sống được 3 cành mọi người nhé. Đây. Chắc chắn là sống được 3 cành này. Rồi. Đấy. Đây cũng là một cái video thí nghiệm và kiểm chứng để cho tất cả các bạn cùng xem cái độ thành công của nó như nào và cái độ thất bại nó như nào. Đấy. Rồi. Video xin kết thúc ở đây. Nếu các bạn mà thấy hay hữu ích thì hãy cho tôi một lượt thích, một lượt đăng ký kênh và nhớ chia sẻ cho nhiều người cùng xem nhé. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những clip sau. Chào tất cả các bạn.